Vâng, chào toàn thể anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Năm sắp hết rồi, Tết cũng gần tới ha. Anh em nào mà có ý định chơi cái bộ môn bầu cua trong những ngày là Tết á thì có thể xem hết clip này để lựa chọn cho mình một cái sản phẩm để hỗ trợ cho anh em chơi trong những ngày là Tết sắp tới nha. Để chơi cái bộ môn bầu cua á thì có cũng nhiều cách để cho anh em giành lợi thế hơn trên cái sân chơi của anh em nha. Đây, đầu tiên đó thì anh em có thể luồn cái hộp này này, bộ này này là cái bộ bầu cua chip báo rung 6 mặt nha anh em. Bộ này thì nói chung là có cũng đã khá đã lâu trên thị trường nhưng mà tôi thấy vẫn là sử dụng rất là ok và hiệu quả nha. Để chơi cái hộp này á thì rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần thả một cái hộp này vào ha, thả một hộp này vào trong sòng á. Nếu mà giống á thì thả một hộp nha anh em, nếu mà khác thì phải thả ba hộp vô, chứ anh em thả một hộp này hộp hai hộp kia nó khác thì không được nha anh em. Đó đó anh em, việc đầu tiên là anh em thả cái hộp này vào thôi ha, rồi anh em bật cái cục rung này giấu đúng người là nó sẽ báo cho mình bằng những nhịp rung khác nhau, là anh em có thể biết được mặt của cái hộp này này là một hộp nha anh em. Đây là lắc thử cho anh em vài cây thử xem độ chuẩn xác như thế nào. Bây giờ á là năm 2020 và 2021 á thì sử dụng những dòng chip nó bự á, còn cái dòng này á là Tết của năm 2022 ha, chip của năm 2022 nên rất là nhỏ và rất là nhẹ nhẹ đó, nên nó là trọng lượng nó khi mà vào hộp á tương đương nhau thôi, nó không có khác gì nhiều hết nha anh em. Độ chuẩn xác của nó thì anh em khỏi phải bàn rồi ha, đã kêu chip 6 mặt rồi á là thì nó báo cho mình chuẩn xác tuyệt đối nha anh em. Đó đây, lắc thử cho anh em vài cây xem độ chuẩn xác nó như thế nào này. Mỗi cái con chip á thì nó sẽ có một cái công thức rung khác nhau, khi anh em mua á thì tôi sẽ gửi kèm về cho anh em nha, nó không có con nào giống con nào hết nha anh em. Đây hộp này. Rồi giờ tôi bật thử cho anh em xem nè. Cái khoảng cách kết nối từ cái con chip tới cái cục rung này anh em là anh em để rất là xa, 5 tới 7 mét nó vẫn bắt được nha. Nhưng tôi chỉnh thường thường á là chỉnh nó vòng từ 1 tới 2 mét, mình ngồi quanh cái tấm sầm thôi. Nha, nói chung là anh em muốn chơi xa hơn vẫn được hết nha. Nói chung là có nhu cầu gì thì cứ liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình 079 791 843, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Bây giờ sẽ test thử cho anh em xem này, vài cây này xem được chuẩn xác của nó như thế nào. Đầu tiên tôi sẽ đặt thử cho nhớ anh em nhớ công thức chứ. Này. Cua hai dài này, không? Bầu một dài này, đó, rung ra như vậy đó anh em. Con nai là một ngắn một dài à, con nai không rung, tôm một ngắn một dài này. Đó, thấy không? Gà này. Gà hai ngắn, đúng không? Rồi đặt thử cho anh em xem này. Đó, hai dài rồi thấy không? À, dài làm gì vậy? Quên, à thôi quên rồi, để lấy cái bút đi, để ghi ra cho anh em dễ nhìn nha. Để lấy cái bút đã. Đây, ghi ra cho nhớ nha. Chưa. Đây. Tôm là một ngắn một dài nè. Nay là không rung nè, đúng không? Cua hai dài, bầu một dài này, gà đi, gà hai ngắn nè, đó, cá một ngắn ha. Rồi lắc thử cho anh em, test thử cho em xem này. Đó, hai dài đúng không anh em? Hai dài là có gì nè? Đây hai dài là có con cua nè. À, dở là 100% có cua nha anh em. Đó, cua này thấy không? Cua gà bầu. Đó, rất ok ha. Đó, một ngắn nè. Một ngắn là có con cá. À, có cá nè. Đó, rất là chuẩn xác nha anh em. Chuẩn xác tuyệt đối luôn. Này, một ngắn một dài, một ngắn một dài là có con tôm đó, anh em thấy không, hộp đi rất là đều nha anh em. À, thấy không? Đó anh em là quan tâm về cái sản phẩm bầu cua chip báo rung 6 mặt này thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo cái số điện thoại trên màn hình 079 791 843, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho anh em nha. Với cái bộ bầu cua chip báo rung 6 mặt này thì anh em sẽ biết được một mặt của cái hộp này, một mặt ở trong trong quá trình mình lắc á là mình biết một hộp,
Còn mà anh em muốn muốn biết ba hộp ha, muốn biết ba hộp thì anh em có thể sử dụng những cái thùng thau nắp camera này để mình có thể quan sát được ba mặt của cái hộp luôn nha. Ba mặt mặt của cái hộp luôn. Đây lát thử cho anh em xem nè. Đây là cái thùng camera này. Bây giờ sử dụng cái dòng năm 2022 đó, 21 22 rồi nên nó là cái sản phẩm mà nó phải khác. Nhất là sử dụng cái sạc không dây này. Còn ngày xưa là sử dụng những cái sạc kim là những thấy có những cái lỗ sạc. Đó rất là lỗ. Còn bây giờ em thấy không? Cái thùng này là đây cái thùng camera đây, ai mà biết được cái đây cái thùng camera đúng không? Đó, rất là đẹp nha anh em. Bây giờ là bằng máy hết rồi ha. Là bằng máy hết rồi nên rất là đẹp. Giờ sử dụng sạc không dây ha. Đó, thời lượng pin nó thì cũng rất là lâu nha. Và sử dụng cái màn hình ha, đây là cái loại phổ thông là sử dụng cái màn hình điện thoại 1280. Còn những anh em nào mà muốn cao cấp hơn thì có thể cài phần mềm, cài qua cái điện thoại cảm ứng của anh em á ha, rồi vẫn được hết. Và ví dụ như cái khoảng cách kết nối của nó bây giờ cũng rất là xa ha, anh em cái khoảng cách thì của nó là từ 5 tới 7 mét là hồi xưa rồi. Còn bây giờ là khoảng cách thì nó là 500 cây số ha, ngàn cây số vẫn báo được hết cho anh em nha. Chúng ta là vẫn có hệ thống và thiết bị hết. Nói chung là anh em có nhu cầu và thắc mắc gì thì cứ liên hệ, tôi sẽ tư vấn kỹ cho anh em nha. Thì sau đây tôi sẽ test thử cho anh em là cái thùng này là cái loại đại loại phổ thông nhất, là rất là dễ chơi ha, gồm cái màn hình và cái thùng đó, thùng camera này. Về cái sản phẩm thùng này á thì chỗ anh em chơi cái thùng như thế nào thì cứ liên hệ đem cái mẫu lên cho tôi á, thì tôi sẽ làm theo yêu cầu nha. Chỗ anh em chơi thùng sơn này, nắp nhựa, nắp giấy hay là những cái thùng gánh nước này, hay Tomica là đều làm được hết cho anh em đó, đều làm được hết. Bây giờ tôi sẽ thử cái thùng này, thùng B này, thùng sơn đó, thử cho anh em này có độ chuẩn xác và chắc nét của nó như thế nào nha. Ha. Này, đầu tiên thì anh em bật pin vào thôi. Để chơi cái thùng camera này á thì anh em tới cái sau mà chỉ cần thả cho tôi cái thùng vào ha, hộp nào cũng được, đĩa nào cũng được, là anh em chỉ cần thả cái thùng vào thôi là anh em chơi ok à. Này lắc thử cho anh em nè. Đó, anh em lắc xong rồi anh em bấm màn hình là anh em sẽ nhìn thấy ha, con bầu, con gà, con tôm này, thấy không? Bầu gà tôm này, thấy không? Trong một mấy giây đầu thôi nha anh em. Đó, bầu gà tôm này, dở này. Đó, ok không? Rất là chuẩn xác và rất là dễ để nhìn luôn, nhìn cả ba mặt, ba cái hộp luôn. Bấm nè. Hai con gà một con cua này. Đó, hai gà một cua này anh em. Hai gà một cua nha, dở. Ok chưa? Đó, nhìn thấy ba hộp luôn. Rồi, lắc nữa này. Đó, gà con tôm và gà tôm và nai này, gà tôm và nai này, trong vòng mấy giây thôi nha anh em. Đó, ok chưa, rất là chuẩn xác. Đó, sạc thì cũng rất là đơn giản thôi, giờ sử dụng sạc không dây này, anh em để lên là sạc này, bình thường nó màu xanh, để lên nó màu đỏ này, đây để này, màu xanh này để lên màu đỏ này nha anh em, chấp nháy màu đỏ này ha, rất là rõ ràng ha. Rồi, đó là hai cái lựa chọn để cho anh em chơi cái bộ môn bầu cua trong những ngày là Tết sắp tới đó. Bây giờ thì trên mạng quảng cáo rất là nhiều, rất là nhiều đồ. Anh em hãy cân nhắc thiệt là kỹ khi mà lựa chọn mua những cái hàng đó nha anh em. Nói chung là mình phải thả đồ vào mới chơi được, chứ không có chuyện là tới xong người ta mà hốt bạc đem về đâu. Anh em lưu ý nha, bây giờ lừa đảo rất là nhiều, nó 80-90% là lừa đảo rồi. Đó, anh em muốn chơi công chuyện là chơi hai cái sản phẩm đó là rất ok. Còn những anh em nào mà không muốn chơi công chuyện á thì có thể, ví dụ như làm cái thì có thể nghĩ qua cái sản phẩm này. Đây là những cái bộ hộp tôi làm, bộ hộp lắc 5 năm, hộp đi đều đó anh em. Là anh em có thể làm á, làm cái thì rất là ok. Ví dụ như những anh em nào bị làm cái đã biết rồi. Ví dụ như là anh em làm cái mà lấy hộp chợ mình đi chơi á, đi hộp chợ mình đi lắc á, nó là 10 người chơi á, nó 7 tới 8 người sẽ thua rồi. Hiếm lắm có người là ăn thôi với hộp chợ. Tại vì hộp chợ nó không có đều, thứ nhất. Thứ hai là nó bị xì âm xì tiếng. Gặp thầy thợ là người ta nghe được và anh em làm cái sẽ bị thua thôi nha. Anh em có thể thấy cái bộ hộp này nè, mình làm rất là đều này. Đó, anh em có đi làm cái có thể mua một bộ này về mình đi làm cái thì rất là yên tâm. Anh em thấy ví dụ làm cái đi là có tất cả có 6 mặt đúng không, 6 cửa ha, mà đây có 3 hộp thôi là khả năng làm cái bản thân nó đã là hơn rồi. Anh em chỉ cần hộp đi đều ha, hộp đi đều, hộp nhảy đều, không có bị xì âm xì tiếng là đảm bảo với anh em á, là 80-90% là anh em thắng, hiếm khi nào mà thua lắm anh em. Bây giờ tôi lắc thử với bộ hộp cho anh em xem này. Hộp đi rất là đều, âm của nó rất là đồng âm nữa, nên nó là anh em đi chơi á, thì rất là yên tâm nha. Đó, anh em muốn đi là đi, muốn ở là ở thôi. Đây không, hộp đi rất là hay về cặp này ha, hai con gà, đấy là hai con nai, bây giờ là hai con gà ha.
đó, âm rất là đều đó, hai gà còn nè, giờ anh em muốn đi gà đúng không? Đó, ok chưa? Rồi về cỡ hộp hay là những cái mẫu hộp khác nhau á, thì chỗ anh em chơi cái hộp nào á thì có thể liên hệ tôi sẽ làm theo cầu. Hộp xốp nè, à, xốp 2/2, 2/2 hay là 2/7, hay là hộp giấy 2/2, 2/7, hay là những cái hộp 2/2, nói chung là đều hết, đầy đủ hết cho anh em. Anh em có nhu cầu gì thì cứ liên hệ thì tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Đó, rồi cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nha.